À không không không, nó đang đánh. Súng không hoạt động à? Ô bắn nhau rồi. Ô loạn 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 rồi, loạn thân rồi, loạn thân rồi. No 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 no, what the hell rồi các bạn ơi. Ui ôi rồng phun lửa kìa, chết rồi. Ô đi luôn rồi. Ôi súng hỏng hết rồi các bạn ạ. Holy shit. What the hell, cháy hết súng của mình rồi các bạn. Ôi dồi ôi, bắn rồng kìa. Ôi rồng phun lửa kinh vãi trưởng luôn. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ thử thách bản thân mình bằng cách đó chỉ hẳn thử thách tiêu diệt quái vật đầu loa Shatterhead, hay còn gọi một cái mã vạch đó chính là SCP-6789 Watchtower mình bị dừng đấy. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái loại vũ khí mà mình đã nghiên cứu và chế tạo ra. Và cái loại vũ khí này nó có thể tự động bắn, tức là nó sẽ phát hiện mục tiêu và nó sẽ tự động bắn nhá. Mình không cần phải kích hoạt hay không cần phải làm gì hết. Bọn Shatterhead nó đang vây quanh thành của mình. Đây các bạn. What the hell, con Shatterhead này nó có 5 cái loa luôn các bạn ơi. Holy shit, con này tấn công mình rồi các bạn. Được rồi bạn, nó không thể làm cách nào để có thể tấn công được cái thành này của mình, bởi vì thành mình rất kiên cố. Nhưng mà nhá, có một điều là nó bao vây thành của mình, cho nên là mình không thể kiếm ăn được ở bên ngoài, mình không thể đi săn thú được, cho nên bắt buộc mình phải tiêu diệt nó ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết, đây, một cái loại vũ khí cực mạnh của mình. Ok, đây các bạn. Đây các bạn nhá. Turret. Cái khẩu súng này, đây là một cái khẩu súng tiểu liên. Nó có thể bắn liên tục và không cần phải lạp đạn các bạn nhé. Từ từ các bạn. Nhưng mà đầu tiên mình phải tìm một cái chỗ nào đấy để mình lắp đặt khẩu súng mới đã. Chứ không thì, tức là mình phải lắp làm sao mà phải cái tầm với của khẩu súng nó mới bắn được nha các bạn. Đây này các bạn. What the hell, đứng ở đây thì không làm gì được rồi. Từ 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 từ. Bây giờ mình bay lên. Ok, mình đu tường, đu nỉ xét rồi. Ok, bay lên đây. Rồi rồi rồi, đây. Mình sẽ, có lẽ mình sẽ đặt một cái trên mái nhà nhé. Không được các bạn, trên mái nhà, không được rồi. Từ từ từ, đặt trên mái nhà không ổn được các bạn ơi. Đặt đâu ta, đặt đâu để nó có thể bắn được nhỉ. Ok, đặt thử đây xem mà. Ok, mình sẽ đặt thử đây nhé. Nó không thể tìm được các bạn, nó không tìm mục tiêu. Holy shit, đấy các bạn thấy không? Khi mà nó báo đỏ lên là chuẩn bị bắn đấy. Không bắt sóng được Shatterhead các bạn ạ. Ok được rồi, thôi bây giờ mình sẽ đi ra bên này. Đây, mình sẽ đi xuống dưới cống rồi nhé. Đây đây các bạn này. Không, cái cống này không được hay sao? Đây đây. Holy shit, ok. Lắp một cái đây. Ok, nó bắn rồi các bạn. Nó bắn rồi, nó bắn rồi. Lắp thêm cái nữa. Nó đang tự động bắn các bạn ạ. Không biết nó có vật Shatterhead này nó có chết hay không. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi. Bây giờ mình nó đang bận giết bọn này. Và bọn Shatterhead này ấy. Bọn Shatterhead nó sẽ chết thôi các bạn. Nhưng mà từ từ các bạn ơi, nó vây quanh mình rồi. Nó chạy đường nào bây giờ. Bắn nó không chết các bạn ạ. What the hell các bạn. Ôi, từ mình xin lắp đây. À đâu, lắp một cái đây. Không, cái này nó không bắt được mục tiêu. Đây, mình sẽ lắp ở đây nhá. Đây. Được rồi các bạn ơi, nó phun được kia, đây rồi. Đúng rồi. Ok. Bay lên đây. Rồi. Còn quái vật đầu loa đang bị bắn các bạn ạ. Từ mình sẽ luồn lách cho bên này. Ôi, đâu, đừng. Xong luôn. Nó phát hiện ra mình các bạn. Ôi giời ơi. What the hell. Lại chết rồi các bạn. Từ từ các bạn ơi. Từ chạy nhanh. Không kịp các bạn. What the hell. Ok. Mình đi ra hướng này. Đây rồi, okay, chỗ này ổn này. Chỗ này mình có thể công kích bọn Shatterhead. Cái bọn Shatterhead kia đang bị giữ chân ở kia thì bây giờ mình sẽ công kích bọn này. Hai con này sẽ bị mình công kích ở đây. Dạ. Bắn đi. Ok các bạn. Holy shit, một con Turret mình chết rồi, hai con Turret chết rồi các bạn ạ. What the hell, tại sao nó đang đúng nó chết ta?
Ôi mà sao này hết này như nó có một cái chế độ gì nó bị như kiểu phản à đúng rồi, phản đam các bạn ạ. Đây này, hai con Turek của mình ăn đúng con chết. Các bạn nhìn những cái đường đạn chưa, nó bắn vào người sao hết cảm giác như kiểu gãy ngứa cho nó luôn đấy, không biết nó có chết hay không các bạn ạ. Đây là cái vũ khí mới của mình vừa mới chế tạo xong. Bạn thấy kia kinh không đấy, bắn liên tục luôn đấy, nó vẫn chưa chết đâu các bạn ơi. Có lẽ mình phải bổ sung thêm con Turek này mới được. Ok, từ mình sẽ bổ sung thêm Turek nhé. Đây đây, mình sẽ kiểm tra info của con Sanhead này xem nó đã sắp chết chưa. Đây cách tiêu diệt Sanhead của mình các bạn. Đây. What the hell, không kiểm tra info được. Từ từ mình phải bay sang bên kia. Holy shit, không kiểm tra info được các bạn ạ. Holy shit, một con Sanhead chết rồi. Tiểu liên của mình đã giết được một con Sanhead. Ok, đây nó đang mất máu dần các bạn ạ, nhưng mà nó chưa chết được. Holy shit. Holy shit, rồi xong luôn, nó bắt mình luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn đường đạn nó bay kinh chưa cả. Mình đi rồi. Oh no 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 no, trời ơi, không kịp chạy luôn. Đấy, từ từ chạy nhanh. Holy shit, mình bay trên không trung này. Từ từ các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ yểm trợ với cả những cái khẩu súng này ấy, cùng có những cái khẩu súng này để bắn bọn này. Bây giờ mình sẽ sử dụng tên lửa đây để mình kết liễu nó. Một con Turek đã giết xong này hết rồi, không bắn được các bạn, phải đứng xa một chút. Đây chỗ này, chỗ góc này, tên lửa xuất kích. Boom, holy shit, what the hell, lổ chết Turek của mình luôn. Trời đất ơi, đi rồi. Ok, không sao, mình giết vào lại. Ok, không bắn được rồi, chết đi. Ui dồi ôi, không trúng các bạn ơi, Turek mình chết hết rồi các bạn, năn đùng nó chết hết rồi các bạn. Đỡ heo, từ từ đây mình sẽ đứng góc này nhé. Không được các bạn ơi, được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu thần công. Mình nghĩ cái khẩu thần công này có thể giết được nó. What the hell, nó bị lẩy lại các bạn ạ. Mình phải bay sang bên kia. Holy shit. Đây mình sẽ bắn nó ở đây các bạn nhá. Mình nó lên rồi. Ây dồi ôi, nó không chết. Chạy à. Ok, nó đây rồi. Mày chết cái cưng. Ui dồi ôi, bị lẩy lại rồi. Không được các bạn. Không được. Đây. Mày, ôi giời ơi. May mình có khinh công không thì mình chết rồi các bạn ạ. Từ từ bọn này đang đứng im này. Thôi chết rồi bọn này. Ui dồi ôi, sao hết này, sao nó đến nhanh nhỉ, nó đến quá nhanh luôn ấy. Từ từ về cung thành cái đã. Ok đây, an tâm rồi. Đây mình sẽ bắn nó. Mày ra đây con trai đâu rồi, mày chết đi. Ok, một con chết. Mày, ôi dồi ôi, bị lẩy kìa các bạn ơi, không trúng luôn. Mày rồi, ok, một con à, tiếp còn con nữa nhá. Mày chết, ok, chết luôn rồi các bạn. Nhưng mà mình hết đạn rồi các bạn ơi, chết rồi, hết đạn pháo rồi. Bây giờ lại phải sử dụng cái khẩu này nữa các bạn. Đây. Từ từ mình phải chĩa nó. Ok, bắn rồi. Cố lên. Ôi, cái dàn này không ăn thua rồi bạn ơi. Cái dàn này không ăn thua. Phải gần hơn một chút. Đây, mình sẽ quay nó ở đây. Ok, được rồi các bạn. Ok, tỉa đi. Ủa, con này đứng ngay đây này. Tỉa con này luôn. Holy shit. Mình sẽ đứng ở trên này nhé. Ok, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy bắn chưa? Nhưng mà vẫn chưa chết đâu các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ công kích nó bằng khẩu pháo nhá.
Đâu rồi các bạn? Đây 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 đây. Đâu nhỉ? Đây bắn thử khẩu này đi. Ok, vậy một con xăng heo tiếp theo đã chết. Sẽ bắn khẩu RPG này. Ngắm bắn. Chiu. Không chết đâu các bạn. Khẩu này quá yếu để có thể giết được nó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng khẩu khác nhé. Mình sẽ đây đây khẩu này. Khẩu này phải ổn hơn đấy. Đây 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 đây. Mày chết đi cứ. What the hell? Cái quả tên lửa của mình nó không trúng đích mà nó bắn thẳng vào cái căn cứ không quân quân sự của mình luôn. Đây mình sẽ đứng đây bạn. Mày chết đi con. Ô. Trời ơi. Tên lửa hỏng rồi. Tên lửa của mình ngày hôm nay bị hỏng rồi các bạn ạ. Không bắn được đâu. Bắn phát nào là toàn trượt phát đấy thôi. Từ từ mình sẽ đứng đây mình ngắm. Ok. Ok các bạn, what the hell trúng không ạ? Ok chúng rồi. Thêm một viên nữa nha, nó vẫn đứng sừng sững đây này. Mày chết. Nổ to như thế mà nó không chết rồi. Ôi Torres mình chết rồi các bạn ạ. Nó không chết. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng thanh đao của Dom. Xuống mình chém nó. Ok ok, đây 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 đây, mình sẽ xông lên. Mình sẽ xông lên, mình chém nó. Ô, nó phản đòn mình kìa, nó bắn mình kìa. Ô, no, nó bắn mình các bạn ạ. Con này phản đòn rồi. Từ từ, mình phải đi sau con này, xong rồi mình chém nó. Mày chết, ôi trời ơi. Không chết. Nó không chết các bạn ạ. Ôi. Mày chết này, ok, một con. Xong nha các bạn. Ok, mình sẽ giới thiệu bạn một cái loại vũ khí. Đây. Đây là cái gì đây? Ô, vũ khí này hết đạn sao ấy? À đây 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 đây, đây. Cái cung tên này. Từ từ nhá. Chiu. Ok, nó không biết nó bắn ra cái gì các bạn ạ. Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem một loại vũ khí khác của mình đây. Đâu ta? À đây đây đây. Ok. Chiu. Ok. Ơ, nổ rồi. Ô. Bắn trúng cái đâu? Ô, không trúng kia các bạn ạ. Mày chết này, ok chúng rồi nhưng mà không chết. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một loại vũ khí khác. Ok. Phi tiêu ạ. Úi dồi, phi tiêu thì chắc là không chết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Đây các bạn, mình không biết nó gọi nó là bằng cái gì luôn ấy. Đây. Sức mạnh phép thuật của pháp sư Gangster. Mày ok phát chết luôn. Ok. Mày chết. Mày. Con này dài thế các bạn. Mày không chết các bạn ạ. Từ từ mình sẽ đứng gần nó nhé. Mình sẽ đứng gần nó. Mày ok đi rồi. Ua con này phản chủ à. Mày dám bắn lại ra. Ok nó đi rồi các bạn. Con này không chết, con sàn hết không chết. Ua con này dài thế. Con này không chết này các bạn ơi. Ok đi rồi. Đây rồi. Ui, vẫn còn hai con nữa các bạn. Đây. Hình như vẫn còn bốn con nữa hay sao các bạn. Đây đây mình giết con này. Ui, nó không chết các bạn ạ. Mày chết. Ok đi luôn. Còn một con cuối cùng nữa thì bây giờ mình con cuối cùng kia thì mình sẽ. Ok cầm. Cầm cái gì ta? Cầm kiếm mình chém nó. Đây, mình sẽ sử dụng thanh đồ long đao này để mình chém nó các bạn nhé. Bọn này kiểu gì chết chết thôi. Nhưng mà cái đồ long đao mình đâu ta? À đây, đồ long đao. Đây, đom. Rồi, ok, tấn công nó luôn. Còn đúng con này nữa là mình sẽ chiến thắng trong cuộc chinh chiến của mình ngày hôm nay. Mình sẽ chém chết nó. Mày chết này, ok, xong. Cảm ơn tất cả các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một chế độ khác cho bạn xem thì nó vui hơn. Ok các bạn, thì là hiện tại trước mặt các bạn ấy là đang nằm con rồng năm đầu nha các bạn. Con này không phải đơn giản đâu nha. Đây này các bạn này. Đấy. Ok. Sàn hết này các bạn. Con này cao vãi trưởng luôn ấy. Con này nó phải cao là tầm khoảng độ 50m. Thì đây. Mình đang bày binh bố trận và đây là những cái khẩu súng vừa rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn biết cái uy lực của con này như nào. Của những cái con khẩu súng như này nó sẽ bắn được chết hẳn con rồng hay không nhá. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ cuộc chiến bắt đầu diễn ra này các bạn. Ok.
What the hell, nhưng nó đuổi. À không không, nó đang đánh. Súng không hoạt động à? Ô bắn nhau rồi. Ô loạn 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 rồi, loạn thân rồi, loạn thân rồi. No 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 no, what the hell rồi các bạn ơi. Ui ôi rồng phun lửa kìa, chết rồi. Ô đi luôn rồi. Ôi súng hỏng hết rồi các bạn ạ. Holy shit. What the hell, cháy hết súng của mình rồi các bạn. Ôi dồi ôi, bắn rồng kìa. Ôi rồng phun lửa kinh vãi trưởng luôn. Ô nó định giết mình hay sao đấy nhá. Từ 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 anh em ơi. Anh em ơi bình tĩnh nào. Bây giờ mình sẽ, ok mình sẽ, đâu đâu mình sẽ gọi thêm, mình sẽ gọi anh Torres nhá. Bắn nó đi. Ô sao con Torres này nó không không. Ôi bị đốt cháy hết rồi các bạn ạ. Bọn Torres này không thể bắn được rồng. Rồng hình như quá cao rồi, nó không định vị được. Từ từ, mình sẽ đứng ở trên cái khu, cái khu bục giảng này các bạn nhé. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. Mình sẽ đứng đây thì hy vọng nó sẽ câu được con rồng kia. Đấy các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhử con rồng này lại lại bằng con săn này hét. Thì làm đây bọn rồng này cực kỵ kỵ bọn săn hét luôn. Săn hét kiểu gì nó với cả rồng mới đánh nhau luôn. Ok từ từ. Con săn. Holy shit, bắn nó đi. Từ từ, từ từ, từ từ. Ok mình sẽ kéo con rồng lại đây. Mình sẽ kéo con rồng lại đây. Ok các bạn. Đây. Bắn không? Nó không bắn các bạn ạ. Ôi đánh. Holy shit. Mày chết đi cưng. Ôi sao nó không đánh ra? Nó không đánh các bạn ạ. Bắn nó đi. Trời ơi. Bắn đi. Bắn rồi. Chiến rồi. Ôi trời ơi. Không được, không được, không được. Đốt cháy rồi, bị đốt cháy rồi, bị đốt cháy rồi. Ôi bắn loạn xạ rồi các bạn ạ. Nó không thể với được tới bọn rồng. Đây rồi, đây, bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Có đúng hai cái bắn thôi. Ui, một phát một skin của rồng nó đổ hết tất cả súng của mình luôn. Ôi nó rậm rậm chân kìa các bạn kìa. Bắn nó đi cưng. Ôi 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 ôi. Holy shit. Quá kinh khủng rồi các bạn. Con rồng nó đi rồi các bạn ơi. Từ từ từ, từ để mình xem tại sao nó không bắn được. Ôi bọn rồng này kinh quá. Từ từ bạn ơi, không bắn được các bạn ạ. Không thể bắn được luôn đấy. Ok mình sẽ lắp đặt hệ thống ở đây nhé. Không được ta. Holy shit, cái gì vậy ta? Từ từ. Từ từ mình sẽ lắp ở đây, lắp ở đây, từ từ. Đây. Không được rồi. Ôi giời. Bắt nở heo con này. Ui giời. Súng của mình bị vô hiệu hóa rồi các bạn ạ. Con thua rồi, khẩu này hôm nay vô dụng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tung gọi là tung con quỷ ra nhé. Đây, 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 đây. Lính bắn tỉa các bạn nhé. Lính bắn tỉa. Đây, đây. Từ từ, từ. Bây giờ mình phải đi sau con rồng và xem cái gì. Đây, ok bắn đi. Nó không bắn rồng các bạn ạ. Đấy đúng rồi bắn đi, đúng rồi bắn rồng đi. Mấy thằng ngu này. Nào, nào, nào. Ui ôi. Nó làm cho một đường cơ bản chết hết rồi các bạn ạ. Ui mấy thằng này nó còn không bắn rồng cơ. Ui dồi nó tung cực kỳ. Ui ôi lổ luôn kìa. Bung người rồi. Ok không được các bạn. À đây rồi. Bây giờ mình sẽ đây để cho thằng lính này. Xem thằng lính này có hơn không. Ok thằng lính kia. Ui ôi. Cho phát chết luôn. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Ôi giời ơi, không ổn rồi. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ tung tung hỏa lực ra, tung máy bay trực thăng. Đây rồi các bạn. Đây rồi. Chiến đi. Bắn nó, đúng rồi. Ok 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 được rồi, bây giờ mình sẽ tung rất nhiều máy bay trực thăng nhé. Để vây quanh con rồng này. Mình hy vọng sẽ giết được nó. Ấy, bạn thấy không?
khủng chưa, đội quân máy bay trực thăng. Holy shit. Ôi nó vây kìa các bạn kìa. Nó vây con rồng kinh chưa. Ủa ôi. Holy shit. Nó tấn công vào mình luôn các bạn ạ. Ôi thôi đừng đạn, nó mạnh quá. Đây này các bạn thấy không. Ui trời ơi, nó tỉa con rồng kìa. Rồi bây giờ mình sẽ xem info của con rồng xem tình hình nó còn bao nhiêu máu. Ui lợi. Ui nó vẫn đang tụt máu nhưng mà tụt máu rất là ít các bạn ạ. Được chưa? Ok đúng rồi, bây giờ mình sẽ thả sang hết ra để kết hợp với cả kết hợp với cả trực thăng bắn. Ui no. Từ từ, đây, sát hết đâu. Ôi, đây rồi, nó sát hết cẩu mình kia. Mình đánh nhau đi. Ok, rồi, xong phim. Tất cả chỗ này đánh chết hết con rồng. Nào, chia ra. Ôi, một con hai con tôi chết rồi. Quá kinh khủng. Các bạn nhìn nó hét kìa. Cái âm thanh của nó mà sao lại hét nghe thấy phải chết luôn đấy. Helicopter bị rơi mấy phát rồi các bạn ạ. À? Trực thăng bị rơi mấy quả rồi đấy. Nào ông sao lại hét đâu. Đánh rồng đi. Holy shit. Quá kinh khủng. À rồng còn 26.000 máu này. Ôi bọn sao lại hét nó đang đánh trực thăng các bạn ạ. À? Một con sao hết chết rồi. Trời ơi. Loạn rồi. Giờ mình sẽ tung sao hết ra. Kia cơ mà. Trời ơi đánh rồng đi. What the hell. Một mình con rồng một cân hết rồi. Mày bắn ai rồi, mày đánh ai đây. Ôi. Loạn rồi. Sao hết đánh nhau vẫn lộn rồi các bạn ạ. Ui dồi nó tóm mình rồi. What the hell. Từ. Ok bây giờ có lẽ là mình sẽ phải tiêu diệt con rồng này thôi. Không thể trông chờ vào bọn sao hết lại nữa rồi. Không hiểu nó đang đánh ai luôn ấy. Được rồi. Đây đợi tí. Đây khẩu thần công này. Mình sẽ bắn vào con đầu con rồng này. Mày chết đi cưng. Mày chết đi. Chiu. Ok không chết luôn. Ok kiểm tra info. Oh no. Từ nó đang đánh mình đấy. Cũng có 22.000 máu các bạn ạ. Vãi trưởng luôn đấy. Đâu rồi. Đây. Mình nghĩ ra một cái. Ôi đánh kinh chưa kìa. Đã đây rồi. Vũ khí siêu mạnh của mình. Mày mày chết đi con rồng kia. Hết năng lượng rồi các bạn. Ôi bay lên trời rồi. Chiu. Ok con rồng chết rồi. Còn bọn máy bay trực thăng nữa này các bạn ơi. Mày chết. Ôi mày còn máy bay trực thăng này trâu quá. Không chết các bạn ạ. À đây, ok mình vừa đây rồi. Khẩu này mình sẽ ngắm chúng nó. Mày chết đi. Boom. Không chết. Đây rồi. Ok các bạn, tên lửa hành trình. Sẵn sàng, trúng mục tiêu. Chiu. Dồi ôi, bọn trực tăng này khỏe quá. Nó vẫn sống nhăn răng này các bạn. Ôi không chết luôn kìa. Ủa nó bắn mình kìa. Bọn trực tăng nó bất tử rồi. Không chết rồi các bạn. Kinh khủng cơ. Đấy nha. Mày chết này. What the hell, không chết luôn. Ôi được rồi các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng cách khác thôi. Đây. Bàn tay phép thuật. Không ngại một ai hết. Mày. Mày... Ui nó không chết luôn các bạn ạ. Đối đầu với nó. Mày. Một cái là rụng rồi.
no no oh no 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 nó không chết. Trời trời trời. Holy shit. Không được các bạn ơi. Mình không thể ăn được bọn này rồi. Bọn này nó khỏe quá. Đây đây đây, mình sẽ sử dụng cái năng lực này. Hết đạn luôn, bắn một cái hết đạn luôn. Ở đây đây đây. Chiu. Ô, tôi chạy 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 chạy. Không chết rồi bạn ạ. Làm sao bây giờ để có thể giết được bọn trực thăng ở đây? Mình sẽ lặp lại khẩu RPG này. Mình sẽ bắn nó. À đúng rồi, mình mới nghĩ ra. Bây giờ mình sẽ kết liễu bọn này bằng quả bom nguyên tử nha các bạn. Đây các bạn ơi, mình tin là cái quả này nó có thể giết được bọn này. Chiu. Ok, một quả. Bây giờ hả, nó là công hoạt nó, mình sẽ bắn vào quả bom nguyên tử này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đứng từ xa một chút. Bọn này kiểu gì sẽ chết thôi các bạn. Mình sẽ đứng xa không là nhớ mình chết đấy. Ok, bây giờ mình sẽ ngắm từ từ, nhưng mà hết tên lửa rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, hết tên lửa rồi thì mình sẽ kích hoạt bằng cái wifi này của mình. À đây 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 đây, đúng rồi, mình vừa nhớ ra, mình có một cái cung tên đây các bạn. Đây này. Ok, nhưng mà không biết cái cung tên nó kích hoạt được không ấy. Quả bom phát nổ đảm bảo bọn. Ui rồi ôi, nổ rồi. Holy shit. Nổ rồi bạn ơi. Nổ rồi, bọn kia chết hết chưa? Ô, nắc nắc nắc. Nắc rồi, nắc rồi, nắc rồi, nắc rồi. Holy shit. Nó chưa chết các bạn ạ. Bọn trực thăng thì bất tử rồi, có bom nguyên tử phát nổ nhưng nó không chết. Chờ ta. Nó không chết các bạn ơi. Vụ nổ đã diễn ra nhưng mà nó không tử các bạn ạ. Nó vẫn sống nhăn răng ra ấy. Ok ok các bạn, thôi mình có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Bởi vì là sao để hết thì mình cũng đã tiêu diệt xong rồi mà. Quái vật năm đầu thì cũng đã tiêu diệt xong rồi. Nhưng mà còn cái bọn trực thăng này. Bọn này nó bất tử các bạn ạ, nó không chết luôn đấy. Ok, cảm ơn tất cả bạn xem clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ, like, chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Và ấn nút quả chuông để khi mình đăng video lên thì bạn sẽ cập nhật được cái thông tin video của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả bạn xem video này. Bye bye.